Thì bây giờ để thiết kế trang chủ này á, thì mình sẽ một mình vô trang quản trị nè, vô trang nè. Đó. Rồi mình vô cái trang chủ của trang để mình chỉnh sửa nó. Đây sẽ có trang chủ của trang. Trang chủ. Không có luôn, không có thôi mình. Đây là rất nhiều trang chủ rồi, giờ mình xóa bớt đi. Làm mới trang của mình đi cho dễ ha. Giờ xóa bớt đi. Okay. Rồi mình sẽ lấy cái trang chủ này để mình làm luôn ha, khỏi tạo trang mới. Trang chủ đây để trên video ở đây, hoặc là mình review review website vô, mình vô trang chủ rồi sau đó mình sửa trang để trên video ở đây hay cách ha. Mình sẽ làm cái trang này để mình vô tổng trang localhost DM2 này đó. Rồi rồi mình sẽ quay lại ha, mình vô edit unit builder để mình làm lại trang chủ ha, sửa trang edit unit builder ở đây đó. Rồi ở đây có rất nhiều cái thiết kế có sẵn ở đây thì mình lại lia hết lia ha, bánh răng cưa nên cơ ha, mình không thực hành trên cái web thiệt của mình cho các cái thao tác này ha. Thao tác này sẽ mất mất hết dữ liệu để làm lại clear content này. Mình làm trên cái web demo của mình đang thực hành thực tập thôi thì được. Apply là mình xóa hết tất cả không chết là xóa hết những cái thiết kế ở đây. Bây giờ mình sẽ làm cái thiết kế, tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên sẽ thiết kế một cái slider hoặc cái banner gắn ngay chỗ dưới cái menu này, add element sử dụng Lastum To Do hay Lastum To Do. Rồi sau đó mình sẽ chọn cái mẫu nào mà nó liên quan đến slider hoặc là banner để mình bỏ vô vô đây. Đây mình sẽ kiếm một cái banner hoặc là slider ha. Banner slider thì sẽ nằm ở chỗ gọi là hero banner nè, 58 có 58 mẫu nè đó. Ở đây mình sẽ lựa chọn cái dùng, muốn có icon thì mình lấy cái dùng này icon đây icon ha đó. À, mình muốn có là slider slider mình sẽ lấy cái này đó. Nó kiếm xuống dưới đây, kiếm xuống dưới đây mình sẽ kiếm một mẫu nào. Tôi muốn có hình slider, hình chạy qua chạy lại á, thì tôi sẽ kiếm một cái mẫu nào có hình chạy qua chạy lại, mẫu này. Nhưng mà màu đây e-commerce slider nè, thấy không? Không thấy không đó. Slider đây đây à. Hoặc là bên đây nó là một column Rồi bây giờ tôi sẽ lấy, ví dụ như tôi sẽ là sẽ lấy hai, lấy cái banner, lấy cái dạng slider đi ha. Đây 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 inbox slider thì vô đây mình sẽ được là ba slider này, có ba cái nè, đây một hai ba. Mình sẽ thay, mình sẽ đổi hình cho ba cái này đó.
mình sổ ra và ra. Hôm nay sẽ có session và nội dung bên trong không? Đây. Thì bây giờ là mình muốn sửa cái gì đó thì mình bấm đôi chuột vô nó. Nguyên tắc như thế, ví dụ muốn sửa cái hình. Sửa hình này thì bấm đôi chuột vô cái hình này. Đó, thì ra sửa cái hình, bấm đôi chuột vô vị trí cái hình. Đó, bấm đôi chuột vào vị trí cái hình, vị trí session đó. Cái hình là cái hình nền với là cái session nè. Mình thấy nè, nó bọc qua ngoài cái session. Thì mình bấm vô một và bấm bánh ăn cưa session option nè. Đó, để mình thay đổi tấm hình này. Đó. Hai á, là mình kiếm chỗ nào mà vị trí của nó là cái session nhưng mà bấm vào cái hình nền của nó. Bấm nó vô bấm lộn chỗ, vô bấm lộn vô cái test này đi. Rồi sửa test chứ không phải là sửa cái background. Đó, thì mình bấm lại. Bấm vô đây, bấm lộn đây, bấm vô đây là sửa cái column chứ không phải là sửa cái background. Mình muốn sửa background thì mình phải chọn vô đúng cái session. Đây. Đó. Mình sửa được cái hình nền này. Tương tự như vậy mình sẽ sửa tiếp những cái còn lại. Những cái hình nền còn lại. Sửa nè. Đây mình muốn sửa chữ, bấm đôi chuột vô. Mình sửa chữ. Rồi bấm đôi chuột vô đây. Để mình sửa chữ. Rồi nút này muốn sửa, bấm đôi chuột vô. Còn muốn xóa, vô bó xóa thì sao? Xóa thì mình tích phải vô, delete, tích phải vô, delete. Đó là cách mình lấy từ một cái mẫu mà mẫu có sẵn nha. Mẫu có sẵn ở đây, có sẵn ở trên, ở trên cái Lasson Tudo. Đó là một cách. Cách này không thích, làm cách 2. Delete. Cách 2, Lasson Tudo luôn. Lasson Tudo rồi, tôi cũng là dạng như là hero banner, nhưng mà tôi lấy từng cái banner thôi, tôi không lấy một chục banner nữa, tôi lấy ví dụ tôi sẽ thích hai cái, ví dụ tôi thích cái banner này, một cái banner này ha, inbox ha, star sẽ ra cái banner này không? Nó đây này bự không? Banner này đó. Rồi sau đó tôi muốn cho nó slider thì tôi thêm cái slider, tôi bỏ vô. Nên thêm một cái nữa đi, add element Lasson Tudo, thêm một cái nữa nha. Thêm một cái banner thứ hai, banner này đi, ví dụ đây, ví dụ banner này inbox review. Tôi sẽ có hai cái banner. Rồi hai cái banner này tôi sẽ cho nó là dạng slider. Slider ở đây tôi add element, tôi tạo thêm một cái slider nè. Slider này nè, tôi cho nó vô cái slider thì nó mới chạy qua chạy lại được. Kéo xuống dưới, chọn một cái nào đó đúng không? Chọn vô và xong apply ha. Apply. Cho nó nằm trên, kéo lên trên nè. Đó thì mình mua cái này vô trong. Để ý cái mũi tên nè nha, cái mũi tên nè, cái mũi tên nó đi, nó chỉ qua là đóng lại, cái mũi tên nó chỉ xuống là mở ra, nó đang mở ra, đóng lại là mở ra. Muốn cái session này vô đâu, nếu session này là con của slider, session thứ hai cũng là con của slider, thì nó là một cái slider nè, chuyển qua, không? Update. Đây xong rồi chạy qua đây mình coi thử nha. Sẽ có cái slider. Bự. Đó. Ở đây đây là chiều cao nó cao quá, muốn chỉnh sửa chiều cao lại thì ok, session này option đó nè. Mỗi cái là một cái session, để option nó coi nó kích thước bao nhiêu. 900. Mình sửa lại là 500 thôi, nó cao quá đúng không? 500.
chiều cao này cũng vậy, option đó chỉnh lại 500. Nói dụ vậy. Và sau đó mình muốn đổi hình, mình đổi đây. Mình thay định đây. Xem background. Overlay nó là một cái lớp màu phủ, mình muốn phủ màu gì? Phủ màu màu này ra màu này, phủ màu gì ra màu đó nha. Đó. Ví dụ vậy. Nha. Được chưa? Đó là cách mình làm một cái slider banner ha, tùy theo ha, mình muốn làm cách nào mình làm. Là một cách tự động có sẵn cho dễ nha. Đó. Rồi tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn tiếp làm cái phần ví dụ mình muốn có một cái phần giới thiệu về công ty hay là giới thiệu về dịch vụ sản phẩm mình ở đây thì làm sao? Ép từ element nè. Let's some to do giới thiệu thì mình kiếm vô cái dạng như là cái loại giới thiệu đúng không? Giới thiệu. Service này có giới thiệu không? Giới thiệu bên là mình muốn như thế nào, ví dụ mình muốn một bên chữ một bên hình hay là muốn một cái test gì đó thì mình chọn vô. Ví dụ tôi muốn có một cái test như vậy, ví dụ giới thiệu tôi muốn làm giống vậy đi, đây bên chữ và bên hình hoặc là kiểu này hoặc là kiểu này, nếu tùy theo mình mong muốn thì mình sẽ có như đây ở đây nha. Ví dụ tôi đã chọn cái này, inbox vô. Đó thì mình chờ xíu, sau khi đưa vô chờ xíu nó sẽ load lên. Đó, nó lên được cái này. Thì đây mình sẽ ghi chữ gì đây, mình đấm vào chuột vô, thay hình thay chữ vô, đây là giới thiệu về công ty dịch vụ sản phẩm mình. Đó, ha. Đây là mình tiếp, add some to do, mình tiếp theo muốn làm icon đi. Icon gì đó, thì mình bấm vô service icon. Sau đó mình sẽ chọn icon mình có, mình muốn truyền tải nội dung của mình bao nhiêu nội dung. 6 nội dung mình lấy icon này, 3 nội dung mình lấy icon này, 4 nội dung mình lấy icon này, đúng không? Hoặc là 3 nội dung mình lấy icon này, tùy theo mình muốn bao nhiêu nội dung mình sẽ lấy icon nào. Đúng không? Icon nào tùy theo, ví dụ tôi lấy icon này đi. Icon 3 icon. Icon này. Icon này đi ha. Bỏ vô. Đó, mình có đây. Đó. Rồi ví dụ như là bây giờ mình muốn lấy những danh mục sản phẩm ra đây làm nhau. Danh mục sản phẩm nghe. Danh mục sản phẩm ví dụ muốn lấy là danh mục sản phẩm mới nhất ra đây hoặc danh mục bài viết mới nhất ra đây thì mình làm như thế nào? Đó. Thì ở đây á, là trong cái phần Excel Studio nó không có cái phần đó, mình phải là tự làm. Add lại element. Mình phải add một cái section, đầu tiên add một cái section trước nghe. Đó. Tôi chọn mặc định. Rồi, apply. Rồi, apply. Ở trong session này mình sẽ tạo một cái row, add to session với một cái row. Cái row chọn là một cột thôi. Để mình gọi những cái danh sách sản phẩm theo danh mục ra đây. Đó. Rồi, đầu tiên mình sẽ tạo một tiếp cái tiêu đề. Tiêu đề đúng không? Mở ra là mũi tên, mũi nhọn đi xuống là mở ra hết. Rồi F2 column là F con của thằng trên này. F2 column là F con của thằng trên này. Đó. F2 column là F một cái tiêu đề thì mình sẽ chọn là test nè. Test đây. Test đây nó sẽ hỏi mình là test nào, mình muốn chọn test nào ha.
Cái này muốn chọn cách nào đoạn không bạn? Hit line, tôi chọn hit line. Hit line ha. Hit line rồi, tôi sẽ chọn apply nó. Hit line đây, tôi sẽ chọn đây. Tên là, ví dụ như là chăm sóc da đi, sản phẩm mới đi. Sản phẩm nổi bật. Ở canh giữa luôn. Đó, ok. Đó. Cái chữ này, cái chữ này nằm dưới đây, bỏ đi. Đó là dưới sản phẩm nổi bật này sẽ dưới cái chỗ add to column nè, nghĩa là nó sẽ ngang hàng với thằng test này luôn. Còn nó ngang add to column này mình sẽ add một cái đó là product. Product mình chọn là product này chứ không phải product này, product ngang. Đi qua. Product là những sản phẩm mình đang trong cái mục sản phẩm mình sẽ chui ở đây. Mình muốn lấy những sản phẩm nào để chui vào trong đây nha. Ví dụ như là muốn đăng sản phẩm lấy đây là lấy mặc định nha, mặc định, giao diện mặc định. Ở đây mình sẽ chọn là bố cục shader là nó sẽ đi qua. Sản phẩm nó sẽ chạy qua bốn cái hết thì nó sẽ chạy qua giống như slider. Còn round không có hết bốn cái sẽ xuống, nó sẽ xuống dòng. Xuống dòng. Xuống dòng giống vậy. Hai cái khác nhau, mình muốn chọn cái nào mình chọn. Chờ. Đó. Rồi cái xuống đây mình sẽ cho cái chỗ là equalize item này thì mình sẽ cho nó sẽ tự động bằng nhau. Sản phẩm tự động bằng nhau nó mới đẹp ha. Đây là tự động bằng nhau thấy không nè. Đó. Rồi tiếp theo xuống đây là lấy từ danh mục nào. Ví dụ ở đây mình đang nói sản phẩm mới nhất thì mình lấy hết. Những cái nào mới thì mình lấy. Nổi bật những nào lấy. Còn ví dụ muốn lấy mục nào, những cái mục con nào đó thì mình chọn vô đây để sẽ lấy những sản phẩm thuộc danh mục đó thôi. Ở chỗ đây, category nè. Tổng cộng số lượng mình lấy ở trang chủ là bao nhiêu? 8 cái mới nhất. Theo thời gian mình đang. Còn ví dụ như là mình muốn custom riêng á là tôi muốn chọn những cái sản phẩm tôi thích thôi thì tôi search đây. Ba bốn cái là nó nổi bật thôi. Đúng không? Thì nó ra chỉ ra những cái mình chọn thôi. Thấy chưa? Đó, kéo xuống đây. Rồi kéo xuống. Đó. Ở đây nó có một cái chỗ hết rồi, như đó thôi. Có chỗ là column nè. Muốn 4 hay là 5 thì mình chọn nha. Rồi xong apply. Đó, xong. Ở những cái chỗ này á mình sẽ sau mình làm xong mình sẽ đánh dấu lại cái này là about nè, cái này là icon nè. Còn cái này là gì để mình đánh dấu lại để mình biết sau này mình muốn sửa là dễ, cái này là sản phẩm nổi bật. Đó, thấy không? Đó, rồi tiếp theo mình sẽ tạo tiếp. Tiếp theo là mình sẽ làm tiếp là sản phẩm đó bật, rồi mình làm tiếp là sản phẩm danh mục 1, danh mục 2, danh mục 3 mình show ở đây. Mình muốn để làm nhẹ nhàng hơn á thì mình copy nó ra, cái số này mình copy nó ra là mình sửa lại thôi. Cái kia giống nhau, duplicate cái này ra. Apply. Mình sẽ có hai cái nổi bật đúng không? Thì cái nổi bật dưới đây á mình mở nó ra, mình vô đúng cái đầu đất nè, vô đúng cái con của nó nè. Rồi sau đó mình mới đổi lại là mình lấy là danh mục sóc da đi. Ngay chỗ đây để là đây mình chọn là đúng rồi. Đây mình sẽ chọn đúng cái category chăm sóc da mặt thì nó sẽ liệt kê ra những cái sản phẩm thôi. Cari thuộc chăm sóc da mạc nha. Đó, như đây. Đó. Rồi, tương tự vậy mình sẽ làm tiếp nha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm tiếp là muốn lấy ra những cái bài viết tin tức, tư vấn để làm sao. Thì đây cũng vậy, tôi cũng làm vậy, đúp tôi cái này lên, cái này tôi làm xong đúng khuôn rồi. Tôi đúp cái này lên cho nó nhanh lẹ.
Rồi nhưng mà cái chỗ là đây tôi sẽ sửa lại cái tên này cho đúng lại là ví dụ như là tư vấn này. Đó. Rồi tư vấn rồi ở đây tôi sẽ sửa lại là sổ ra hết, tôi rách này tôi sẽ delete nó đi. Add to column. Tôi sẽ chọn là lock. Ha. Lock vào đây nó gọi ra những cái nào mà tin tức bài viết mình viết ở đây mới nhất viết ở đây. Không mà lock. Đó. Ở đây mình muốn mấy cột rồi mình chỉnh lại 4 cột. Được chưa? Đó, đây tôi lấy hết luôn, tôi không chọn chọn gì hết, tôi lấy hết luôn. Sau đây thì mình làm xong trang chủ ha. Trang chủ mình làm xong rồi mình sẽ F5 lại, mình kiểm tra lại coi kết quả của mình làm này, sớm giờ như thế nào. Đây là slider mình vừa làm xong ha. Mình chưa đổi hình thôi, mình đổi hình lại. Rồi sau đó là giới thiệu. Giới thiệu mình sẽ viết gì đây, mình viết tích vô đây là thêm. Còn đây là những cái icon muốn làm 4-5 cái thì mình làm. Mình nói gì đây mình nói. Rồi sản phẩm nổi bật là những cái này. Rồi xong rồi chăm sóc da mặt. Rồi, ví dụ chỗ này mình muốn là nó không muốn xuống hàng nữa mà mình muốn nó đi chạy qua làm sao? Chạy qua thì mình sửa lại. Ví dụ như là cái chỗ sản phẩm nổi bật mình muốn nó đi chạy qua giống như slider thì mình úp tơ chuột vô. Bấm xong không được nha. Sổ sẽ sinh ra rồi đất nè, option nè, mình sẽ chọn lại layout nó là slider thì nó sẽ là dạng chạy qua chứ nó không phải là dạng xuống hàng, 4 cái xuống hàng nữa nha. Đó. Đó. Apply. Ở đây F5 lại. Dù ở đây có bách rau nè, cái chỗ mà service, shop service nè. Bách rau này muốn cho nó đẹp đẹp chút, nó hiệu ứng đẹp chút thì mình chỗ chưa? Mình đang nói ở chỗ icon box. Đây mình có đánh dấu, mình vô đây mình nhìn mình dễ lắm, cái nào thuộc cái nào, session nào thuộc session nào, đánh dấu mình vô đó đúng chỗ đó mình sửa cho dễ. Còn như mình không đánh dấu tên á, sau này mình làm xong rồi mình quay lại mình sửa, mình khó tìm lắm, mình phải ngồi hồi lâu mới nhớ lại. Có đánh dấu mà vô option đúng cái chỗ session nè. Mình mới kéo cái parallax này cho nó lên cao. Thì cái chỗ này mình sẽ có hiệu ứng parallax ha. F5 này lại thì mình sẽ thấy hiệu ứng parallax. Lợi nè, đó là mình sẽ thấy cái hiệu ứng parallax nó hơi lạ lạ một chút. Không thấy không? Thấy cái background nó sẽ cuốn chừng nào mà thấy hết cái thấy đủ, mình thấy đủ background thôi. Nè, nó. Thấy không? Tương tự vậy mấy cái session mình có thể thêm hình nền để cho nó đỡ nhàm á, thì mỗi cái session mình có một cái background riêng cho nó đỡ nhàm, ví dụ như là mình bỏ background màu vô, ví dụ vậy nha. Đó là một cách. Đó là cách để mình thiết kế lại một cái trang nào đó, trang chủ, vô tôi làm trang chủ, trang liên hệ cũng vậy. Trang liên hệ cũng vậy, edit unit builder rồi chọn mẫu trang liên hệ bỏ vô. Ha. Ví dụ trang liên hệ thì mình cũng làm giống vậy. Ha. Rồi đó là kết thúc cái video thiết kế cái trang chủ ở đây. Tương tự vậy mình sẽ làm những cái mẫu riêng của mình, theo mình dựa theo những cái mẫu thiết kế sẵn của thằng Lasso Studio để mình làm cho nó nhanh. Ha. Rồi.